Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau khi vượt qua nhà vô địch World Cup Levon Aronian ở vòng bán kết, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã tiến vào chung kết giải cờ vua Chess Aber Master năm 2021. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu ở ngày thi đấu thứ 2, trận chung kết giữa Quang Liêm và siêu đại kiện tướng Saul Wesley, người đã loại đương kim vô địch châu Âu Antwerp ở bán kết. Trên bảng xếp hạng của FIDE, Saul Wesley đang đứng hạng 5 với Elo 2772, trong khi đó thì Quang Liêm có hệ số Elo là 2709. Nếu thấy thế cờ nào chưa rõ, các bạn hãy ấn like và để lại comment, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp. Trong trận đấu này thì Quang Liêm là người cầm quân trắng và Saul Wesley là người chơi quân đen. Không còn xa lạ gì sâu khi từng là đồng đội ở trường đại học Webster, Quang Liêm nhanh chóng nhập cuộc bằng nước cờ D4. Về phần Saul Wesley, anh cũng quá quen với lối chơi của Quang Liêm nên cũng nhanh chóng đáp trả bằng nước nhảy mã F6. Trắng phát triển mã lên F3, triển khai quân kiểm soát trung tâm ngay từ đầu khai cuộc. Đen lên tốt D5, tạo ra thế trận đối xứng rất khó chịu. Trong những lần đối đầu trước đây thì Quang Liêm thường chơi C4, quyết liệt giành trung tâm ngay từ đầu. Tuy nhiên kỳ thủ số 1 Việt Nam lại đổi bài, phi tượng lên F4 hòng gây bất ngờ cho đối thủ. Sâu chủ động dâng tốt C5, phản công vào trung tâm. Trắng lên tốt E3, giữ vững trung tâm. Đen nhảy mã lên C6, tiếp tục gia tăng áp lực lên tốt trung tâm D4. Trắng bình tĩnh triển khai mã lên D2, tạo nên thế trận vững chắc. Đen tung hậu lên B6, tận dụng việc quân tượng trắng đã lên cao để tấn công vào điểm yếu B2. Đã có sự chuẩn bị sẵn nên trắng nhanh chóng ăn tốt qua C5 bắt hậu. Đen ăn hậu xuống B2, phá tan cấu trúc tốt bên cánh hậu của trắng. Tuy vậy thì trắng lại nắm lợi thế phát triển quân và lập tức đưa xe qua B1 tấn công hậu. Do các quân chưa kịp triển khai vào trận và vua lại đang kẹt giữa bàn cờ nên đen không dám ham hố ăn con tốt A2. Sau một suy nghĩ thì đen đã kéo hậu chạy về C3. Trắng lên tượng B5, tung đòn giằng mã đen và mở đường cho vua nhập thành. Đen lên tốt G6, chuẩn bị đưa tượng lên G7, kiểm soát đường chéo lớn A1 H8. Không để cho đen kịp thời nhập thành củng cố thế trận, trắng nhanh chóng dâng tốt E4, phản kích vào trung tâm. Với nước đi này thì trắng đe dọa sẽ lên tượng E5 bắt hậu và giằng mã đen, tạo cơ hội cho tốt ăn sang D5 để bắt chết mã C6. Trước tình thế hiểm nghèo này, đen chủ động ăn tốt sang E4, tấn công mã F3. Trắng theo kế hoạch lên tượng E5. Ở đây trường hợp mà đen ăn hậu về C5 thì trắng sẽ ăn tượng vào F6. Đen ăn tốt lên F6 thì trắng sẽ ăn mã lên F4 bắt hậu. Đen chạy hậu về E7 thì trắng sẽ nhập thành và trắng sẽ có một thế trận tấn công rất là cởi mở. Nhìn thấy điều này thì đen chạy hậu về A5, cố gắng ghim mã trắng ở D2, không cho di chuyển. Đen cho rằng trắng sẽ phải chạy mã lên D4. Khi đó đen sẽ lên tượng D7. Trắng ăn tượng vào F6 thì đen sẽ ăn tốt lên F6. Trắng nhập thành. Đen lên tượng E7 và thế cờ sẽ trở nên cân bằng. Tuy nhiên thì lối chơi của Quang Liêm ở giải này rất là khó đoán. Anh chẳng những không thèm chạy mã mà còn bất ngờ nhập thành, thí mã để tạo ra thế tấn công. Sau một thoáng bất ngờ, đen ăn tốt vào mã F3, ăn hơn quân rồi lui về cố thủ. Thủ được thì sẽ giành chiến thắng. Trắng đã tính toán kỹ nên nhanh chóng ăn tượng vào mã C6 chiếu. Đen ăn tốt lên C6, trắng lại ăn hậu lên F3, tiếp tục bỏ quân mã thứ hai để tung đòn tấn công đôi nhằm vào tốt C6 và mã ở F6. Trong trường hợp mà đen ăn hậu vào D2 thì trắng sẽ sang xe D1 bắt hậu. Đen chạy hậu về A5 thì trắng sẽ ăn hậu vào C6 chiếu. Đen lùi mã về D7 thì trắng sẽ thí xe vào D7. Đen ăn tượng lên D7 thì trắng sẽ ăn hậu xuống A8 chiếu. Đen lùi hậu về D8 thì trắng sẽ xuống xe B8 và đen sẽ không thể chống đỡ vì sẽ bị mất hậu.
Còn nếu mà đen lên tượng D7 bảo vệ tốt thì trắng sẽ nhảy mã lên B3 bắt hậu. Đen chạy hậu về D8 thì trắng sẽ qua xe E1. Đen lên tượng G7 thì trắng sẽ ăn tượng và F6. Đen ăn tượng và F6 thì trắng sẽ ăn hậu xuống F6 bắt xe. Đen nhập thành thì trắng sẽ ăn xe và E7. Đen lên tượng E6 thì trắng sẽ nhảy mã lên D4 tấn công tượng. Đen chạy tượng lên D5 thì trắng sẽ qua xe E1 và trắng sẽ ưu thế lớn khi có một thế trận tấn công rất là mạnh. Trở lại với ván cờ thì trước thế tấn công như vũ bão của trắng, đen luống cuống phi mã lên D5 che chắn cho tốt C6, chấp nhận bỏ con xe ở H8. Không chần chừ, trắng lập tức ăn xe ở H8. Đen ăn hậu xuống D2. Mặc dù đen mất xe, tuy nhiên xét về lực lượng thì đen vẫn đang nhỉnh hơn với mã tượng đánh xe. Tuy nhiên thì vua đen lại đang gặp nguy hiểm ở giữa bàn cờ, trong khi các quân đen lại chưa kịp triển khai. Và với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời thì Quang Liêm đã dâng tốt C4 tấn công mã lên 5, không cho đen kịp tổ chức lại hệ thống phòng ngự. Ở đây mà đen chạy mã lên B4 thì trắng sẽ thí xe vào B4. Đen ăn hậu về B4 thì trắng sẽ ăn hậu về C6 chiếu. Đen lên tượng D7 thì trắng sẽ ăn hậu xuống A8 chiếu. Đen về tượng C8 che thì trắng sẽ ăn hậu vào C8 chiếu hết. Còn nếu mà đen chạy mã về C7 thì trắng sẽ ăn hậu vào C6 chiếu. Đen lên tượng D7 che thì trắng sẽ ăn hậu vào C7 và trắng sẽ thắng dễ dàng khi hơn về lực lượng. Trong khi đó thì vua đen vẫn đang rất là thiếu an toàn thì không thể nhập thành. Trước đòn tấn công dũng mãnh của trắng, đen buộc phải bỏ mã để lên tốt F6 hòng giữ vững thế trận. Trắng huy động xe qua E1 chĩa về phía vua đen, sẵn sàng khai hỏa. Đen vội vàng chạy vua lên F7, tránh khỏi tầm ngắm của xe trắng. Trắng ăn mã lên D5, đen cũng ăn hậu về D5, gạ đuổi hậu để đưa về cờ tàn. Nếu mà đuổi hậu lúc này thì thế trận tấn công vua của trắng sẽ bị hóa giải hoàn toàn, trong khi tượng trắng lại bị giam ở H8, không có lối thoát, và đen chỉ cần về vua G8 là có thể bắt chết con tượng này. Do đó trắng chạy hậu qua C3, tránh giao chiến. Đen triển khai tượng lên E6, trắng lại đảo hậu qua E3, gây áp lực vào con tượng E6, khiến cho hậu đen không thể rảnh tay để di chuyển. Trước tình thế này thì đen liền chạy tượng lên F5, trắng qua xe F1 bắt hậu, đen ăn hậu xuống A2, tiêu diệt chướng ngại vật để tạo tốt thông ở cột A. Tuy nhiên nước đi này lại khiến con tốt ở C6 của đen lại bị suy yếu, và trắng đẩy tốt H3, mở cửa sổ và dọa dâng tốt G4, tấn công tượng. Phán đoán được ý đồ này thì đen đã lên tốt H5 để ngăn chặn. Trắng lên qua hậu F3, tấn công vào tốt yếu ở C6. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên lùi hậu với A4 bảo vệ tốt và ngăn chặn không cho trắng đẩy tốt lên G4. Tuy nhiên có lẽ đen sợ đêm dài lắm mộng, nếu mà để lâu thì trắng sẽ có thể giải thoát được tượng, nên đã lùi vua về G8 để bắt chết tượng ở H8. Nước đi có phần nóng vội này của đen đã tạo cơ hội cho trắng dâng tốt G4 phản công. Đen đổi tốt sang G4, trắng ăn tốt lên G4, đen chạy tượng xuống C2, bắt lại con xe trắng. Trắng lao xe xuống D7, chiếm lĩnh hàng ngang số 7. Đen vội vàng ăn vua vào H8. Chỉ chờ có thế, trắng lập tức ăn xe và tốt E7, thí xe để mở toang hàng ngang số 7. Trong trường hợp mà đen ăn tượng lên E7 thì trắng sẽ ăn xe sang E7. Đen xuống hậu A1 chiếu thì trắng sẽ chạy vua lên H2. Đen vào vua H8 thì trắng sẽ qua hậu H3 và dọa tiến xuống H7 chiếu. Đen đẩy tốt G5 thì trắng sẽ xuống hậu H6 và đen sẽ không thể chống đỡ, nước hậu G7 chiếu hết. Trở lại ván cờ thì không thể ăn con xe E7. Đen đành chấp nhận để hai con xe của trắng kiểm soát hoàn toàn hàng ngang số 7. Nhiệm vụ của đen giờ đây là phải bảo vệ đồng thời các điểm yếu F6 và H7. Sau đó đen đã xuống hậu A1, lợi tem chiếu để bảo vệ con tốt ở F6. Trắng chạy vua lên H2,
Đen đẩy tốt G5, mở đường cho con tượng giữ vững điểm H7. Trước sự phòng thủ đến lì lợm của đen, trắng chuyển hướng ăn vào C6 tấn công xe. Đen chạy xe qua B8, trắng liền đưa hậu xuống C7, tiếp tục bắt xe và chồng 3 quân nặng ở hàng ngang số 7, đe dọa sẽ sang xe H7 chiếu. Đen mà ăn tượng về H7 thì trắng sẽ ăn xe vào H7. Đen chạy vua sang G8 thì trắng sẽ qua hậu F7 chiếu hết. Trước thế tấn công dồn dập của trắng thì đen luống cuống qua hậu B1, cố gắng bảo vệ con xe B8 và điểm yếu ở H7. Chỉ chờ có thế thì Liêm mạnh lùng dí xe xuống D8, xâm nhập vào hàng ngang số 8, ép đen phải đổi xe vào D8. Trắng ngăn hậu xuống D8, bắt tượng. Đen tuyệt vọng đưa vua qua G8 để bảo vệ tượng. Đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm mạnh lùng xuống xe E8, tung đòn dứt điểm vào con tượng ở F8. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, siêu đại kiện tướng Sir Wesley buộc phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Chiến thắng quan trọng này giúp Quang Liêm cân bằng tỷ số 1-1 với Sir Wesley ở ngày đấu thứ hai của trận chung kết giải cờ vua Chess Able Master năm 2021. Nếu thấy ván cờ này hay thì các bạn hãy ấn like và chia sẻ ván cờ này để cùng cổ vũ cho Quang Liêm. Và nếu ai đang tìm kiếm tài liệu học cờ vua để nâng cao trình độ thì có thể truy cập vào website cờthongminh.com hoặc vào theo đường link giới thiệu ở bên dưới video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký, subscribe kênh để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.